Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Nông nghiệp Phố. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm giấm mềm chile mốt. Giấm mềm chile mốt hay còn gọi là rêu trắng chile mốt, có cấu trúc dạng sợi, khó bị phân hủy, lâu mục qua thời gian, do vậy ít ảnh hưởng đến cây trồng. Giấm có tính mềm, có khả năng kháng khuẩn, giúp ức chế sự tăng trưởng của một số mầm bệnh, do đó rất tốt cho rễ cây. Giấm có khả năng giữ nước và cho rễ cây bám hút cao, giữ ẩm tốt, đặc biệt cho những người bận rộn công tác xa nhà không có thời gian tưới. Hiện nay, ứng dụng lớn nhất của giấm mềm đã trong ngành sản xuất hoa lan, nhất là hoa lan hồ điệp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!